Ok, hello anh em. Vừa anh em đã quay lại với video tiếp theo của mình. À, thì sau lưng mình này đây anh Lì nha anh em. Còn đây là thanh niên Lì. Đây là em gái mình. Thì clip này thì ba anh em mình sẽ quay. Máy quần kia nghỉ rồi, đuổi rồi. Đó. Thì nó giỡn chứ. Ai có biết bằng nên anh em nên được người này quay người kia quay rồi thôi. Thì clip này anh em sẽ làm trứng lộn nướng muối ớt nha anh em. Trứng lộn nướng muối ớt. Đó. Muối ớt nhé. Muối ớt. Mình nói kiểu hay bị ngọng. Rồi á là tập hồng gia vị các kiểu đó, hành tiêu nó tiểu. Thì đây làm bỏ rau để trang trí anh em. Là trứng lộn nha anh em. Làm hai trứng lộn. Đây phi. Trứng lộn này nè anh em. Luộc rồi, luộc chín rồi nha anh em. Luộc trước anh em, luộc trước sau đó giờ anh em mình tách ra. Tách ra xong anh em mình mới làm gia vị anh em mới làm gia vị các kiểu rồi xong để nướng lên nha anh em. Thì anh em chờ mình chút. Luộc này thì đem đồ cặp. Hello anh em. Thì đây. Sớm là tách được 4 cái rồi. Giờ tách thêm vài cái nữa. Lấy đồ mình đường chị mẹ nó vô phụ anh em làm chứ rồi mới tức á. Cho phụ anh em làm chứ. Dễ gia vị để ấy á. Dễ đấy, anh Đức nó nhìn chị đào à. Đá bây giờ. Vô làm đi. Camera bắt tử hả? Đúng rồi. Camera thì kiểu việc quay edit đồ khổ lắm nhá, anh tưởng sướng ít lắm mà. Không nào edit cho mẹ. Cứ đòi xóa kênh biết. Ai mua kênh bán kênh mẹ hả? Rao bán kênh. Tặng kênh luôn. Ngồi xuống lì làm gì đứng khổ vậy. Quay mà quay anh cứ đứng lên phải quay khổ vậy ông. Được không? Được giúp mẹ đi. Lấy mẹ đi. Đúng không? Ừ. Đây là đợi bữa sau anh lì mua thêm cái bảng nha, làm cái bảng là ngôi nhà tình thương nha anh em. Ngôi nhà tình thương của anh em mình á. Bây giờ cu lì sẽ dễ giá vị. Đây có tỏi ớt hành tiêu rồi nha anh em. Hành tiêu nước tiểu. Trời hôm nay gió buồn lắm anh em, thì cái thời tiết nó buồn lắm. Thời tiết nó buồn, chán nản nên không muốn quay nữa mà phải ra quay. Nhiều khi chán không muốn nói luôn mà. Nãy anh em không đi review cái đường phố Gia Lai hả? Nãy anh em đi hết cái vòng quanh Gia Lai luôn rồi, đi mà không hết xăng mà kêu đi xăng mà đi từ sáng giờ mà. Ờ đi yểm đi y chạy luôn rồi đổ nó không hết xăng được. Buồn lắm. Anh em mình tiến hành quất gia vị nha anh em. Sớm mà ngồi lột nửa tiếng mà được mấy bao nhiêu trứng này bé. Đừng dẹp mẹ đi. Nghỉ. Ừ. Nghỉ hết đi. Nghỉ xóa kênh mẹ đi. Khỏi lấy mẹ đi. Mà chán rồi. Nhiều khi nó chán đời nó bắt mãn đủ thứ gì à? Thì nó bắt mãn lắm anh em ơi. Nhiều khi nói tới chán đời giò đầu rồi á, bắt mãn đủ thứ gì lạ lè chán đời anh em. Mình vừa lấy mình quên rồi. Đây là bên này bạn nhỏ mấy tên hả? Chán đời lắm anh em, làm clip tốn tiền, tốn công, tốn sức. Em vừa tối về edit mình buồn nữa. Đăng lên không ai coi hết, buồn. Nên vô like share rồi. Anh em phải vô like share. Để có động lực để lên. Có động lực làm tiếp với chán đời. Chán đời không muốn làm nữa mà. Xóa kênh luôn. Em này muốn mình xóa kênh cứ comment bên dưới. Em này muốn mình xóa kênh cứ comment bên dưới anh em. Nên comment xóa kênh là mình được. Mình không xóa lắm nha anh em. Tầm 10 người thôi là mình xóa kênh luôn. Mình xóa kênh làm lại kênh mới à. Nếu mà 10 bình luận 6 cái là mình 6 cái luôn. Trời ơi tắt luôn. Khi chán đời lắm. Không bắt mạng được đi chứ. Đi xem. Đen mà nghèo xấu. Dạ yêu. Mình đen con ghế cho anh em. Đen nghèo mà được cái xấu nữa. Mấy. Nếu hiểu. Nói chung là chán đời đó. Thì nếu có. Nếu ai chơi. Gái không là thiều, gái không thiều vậy. Gái không thiêu gì đây mới nhỏ rồi chao thiêu nữa là đồ chai thiêu đồ bắt miệng nữa. Giờ còn túi được còn 100.000 biết làm được bao nhiêu clip nữa đây. 100.000 mà hay làm cái clip nữa đói rồi anh em. Chứ
cái kiểu này đó. Clip cạp đắc mai nha. Đúng lên. Rồi. Mày clip nấu đắc ăn anh em. Cho vậy mẹ đi, đỡ tốn tiền quá anh em. Đắc các đồ củi á đem lên nấu ăn hết mẹ. Không? Sao? Ông bữa sau cứ làm clip mì tôm mí đi. Cứ nay mì tôm xèo. Mai mì tôm sống. Mốt mì tôm luộc. Xong rồi mì tôm sa tế, mì tôm nướng, mì tôm là nói chung là chơi tất cả loại mì tôm luôn. Cho vậy đợi tính tiền, cứ mỗi đứa một gói thôi thôi. Chán nè, chán nè. Ơi, nhỏ, quay khúc đã. Ở phía trước nước sốt nha anh em. Quay mà công đứa nó kêu bắt trước nữa. Cho nhìn mặt ghét quá, mặt ghét quá cũng đọc đúng không? Dương mà đứa bắt trước quá. Mẹ ghét đọc đúng không? Ghét mẹ đập nãy chứ. Trước gì? Anh em mà nói nữa mình đập luôn cái máy quay của mình hả? Anh em nói đập luôn máy quay. Không đập mặt, đập máy quay luôn. Giờ anh em mình bỏ vô để nướng với anh em. Tiếng Anh ăn sa tế. Bố mẹ chặt mà nướng thử mất 12 tô rồi. Bây giờ mình sẽ phải tại ăn đời đó. Mấy này ăn cục. Nó có bị dai. Tế ngon. Tế nó chua. Ngon. Cay các bạn nó cũng ngon. Xe tế vô anh em, giờ chờ nó chín nha anh em. Giờ một nồi nước luôn. Giờ đóng nước luôn, hết khỏi đây là gọi là luộc hay nướng anh? Luộc à? Luộc trên bếp. Chờ đợi nó xong đó, giờ anh em mình trang trí kiểu cho đẹp. Bỏ hết vào phòng luôn đi nhé, để anh chơi đâu. Cho hết vào phòng luôn. Đó, anh em thấy đặc sắc không? Quá đã mà. Ăn trứng bộ trứng nè. Ừ, ăn trứng bộ trứng. Để làm cho dứng. Thế thôi, đủ nhiều đậu hồng hơn trứng rồi. Ok. Rồi anh em, giờ anh em mình tiến hành review chơi nó. Chơi nó. Tôi tưởng như tắm me á, nhưng mà cái này là không phải tắm me nướng. Để quốc cọc ngồi đi. Anh em. Nó đẻ lắm, nhìn nó đặc sắc rất đẹp lắm. Nó khô lại. Anh em coi đây. Nó rớt kỹ ơi. Ôi đồ. Tao biết mà. Rửa lại ăn đi nhỏ. Thôi nhiều này ăn đi. Thôi mình chơi này anh em. Anh em trong đưa lên. Tao biết mà, đưa như dây là rớt liền mà. Mày chơi chủ vậy bay. Chịu miếng lâu năm nữa. Không có ăn rồi mà chơi vậy bay. Rớt miếng tù chị vô. Anh em mời anh em nha. Cùng nóng. Gù là nóng quá. Nóng hơn ấy luôn hả? Nóng luộc luôn không? Nóng đụng quá. Yếu quá luôn. Nóng rắn luôn à. Mèo ăn đi con. Ăn đi. Trông ngon á. Nó thơm, ăn rau răm nó thơm. Thơm lại nó có mùi sa tế á, nó giòn. Tế với sa tế mà giòn kìa. Nó ngon. Ngon lắm. Mời anh em nha. Ngon biết. Ăn trứng cái trắng cái trứng rồi. Cái này nãy sa tế có anh mà có thêm sa tế nước chấm nữa. Đắm cái này vô thêm sa tế nữa. Không cần, cho nó thấm vô dòng. Đây để mình bút cho con này như này. Đây là một phần sa tế này. Đây để sa tế này.
ngon lắm nha anh em. Quất nửa cái luôn, nửa ăn phần đỏ nha anh em. Ăn thực tế mấy em mới kêu lái xe tới đó để bỏ ăn cái ông lộ ông quần ông kêu ông không nghiệm kêu bỏ mỏ về mất lanh nữa không lanh ghê luôn á lanh nhớ anh Vũ em tay vậy đây quất miếng này nè ngon quá ngon chưa ăn cái gì đau bụng ăn không làm cơm mà ăn bụng dở không khá lên cơm chuồn ăn trội nhiều quá mạnh ngon ăn là còn ngon xong đi ăn luôn rồi cảm sự về cuộc đời đi cảm sự về cuộc đời cảm sự cuộc đời em hiểu rồi ngon bắt mẹ rồi với chuyện ăn mấy cái trắng ngon hơn mấy đỏ em thấy ăn mấy cái trắng hơn cái đỏ cái này cái gì đây cái đó cứng cứng nãy mà anh cục cứng cục cứng cứng hả cục cứng mà nó lộn cục cất thì chết mẹ luôn á cục cất coi thơm thơm ngon bộ béo giòn ngon ngọt bùi mà có con thơm mì sữa nè ăn cứ lộn nó ăn thơm mì sữa mà cứ lộn thơm mì sữa nóng không? Không, sữa tươi hát thêm nhiều quá. Không, sữa tươi chắc 100%. Mỗi ngày. Ăn thơm mùi sữa. Sữa cô gái Hà Lan. Không mà nó ăn liền làm ngon. Ok. Đóng liền 5 điểm em. Đóng liền 5 điểm với Vũ Huy hả? 1 điểm thôi. Nó đồng phòng ngon hơn. Thôi đừng ăn trứng ăn gà phộng ăn phộng ăn rau mẹ ăn trứng đấy bộ trứng ăn gà phộng bổ giờ em biết nữa trùng bây giờ thảy với quỳnh em nó quay mình thảy nó thấy luôn ha thằng quen nè qua thảy ba con dừa cho hết ba dừa cho hết rồi thả rồi cho mấy kia cho mấy nhỏ cho nhỏ đi hai cái thả chạy xe thả đứt bàn á dục luôn đứt khùng hả dễ nữa chứ cầm vàng chị tự nhiên đầu nè không dạy cho cái gì nấu về thì nấu ăn kho ăn được giờ làm món cái mập dì giòn bây giờ anh em mình làm tới đấy thôi anh em mình đi ăn cơm nữa thì clip mình nữa thôi nha anh em đây mình thấu okay, anh em nha hay anh em mình thấy ngon thì cho mình một like và theo đăng ký nha nó ngon chút quan trọng nha anh em giờ nhớ anh em thấy hay cho mình một like và theo đăng ký nha anh em mình có tôi thích anh em cứ bình luận bên dưới để anh em mình gọi là khắc phục gọi là khắc phục nha anh em đó thì anh em có ý tưởng hay thì comment bên dưới để anh em mình làm cho bây giờ bữa giờ gọi là hết ý tưởng rồi hàng quần có hàng quần này là góp ý tưởng rồi mấy quần thì không chữa thì mà ý tưởng hết rồi anh em bye bye anh em nha hẹn anh em ở clip sau nha anh em bye chờ anh em nha.